Tất cả những cái sản phẩm này là những sản phẩm mà Kỳ Lân phải hì hục bỏ hết tâm huyết và công sức của mình vào để được những siêu phẩm như vậy, theo tiêu chuẩn của tất cả những hãng lớn, và đúc kết những kinh nghiệm và những cái ý kiến từ tất cả khách hàng mà Kỳ Lân đã ra một bộ công thức tiêu chuẩn riêng của thương hiệu Kỳ Lân Luxury ngày hôm nay. Mỗi viên kim cương là Kỳ Lân tuyển chọn từng viên một để cho nó phải phù hợp với nhau, có nghĩa là cùng size, cùng độ sạch và cùng nước, cùng tiêu chuẩn. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, và hôm nay một chủ đề về nữ trang tiếp tục Kỳ Lân review với tất cả quý khách hàng. Hôm nay Kỳ Lân sẽ đưa quý khách đến với những cái sản phẩm chế tác nữ trang bằng vàng 18 và kim cương thiên nhiên siêu phẩm. Tất cả những cái sản phẩm này là những sản phẩm mà Kỳ Lân phải hì hục bỏ hết tâm huyết và công sức của mình vào để được những siêu phẩm như vậy. Tức là Kỳ Lân là đơn vị chuyên chế tác tất cả những sản phẩm mà gọi là đẳng cấp đỉnh cao, từ thiết kế ý tưởng và đến chất lượng, theo tiêu chuẩn của tất cả những hãng lớn, và đúc kết những kinh nghiệm và những cái ý kiến từ tất cả khách hàng mà Kỳ Lân đã ra một bộ công thức tiêu chuẩn riêng của thương hiệu Kỳ Lân Luxury ngày hôm nay. Và để lọt vào gọi là từ sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao thì chất lượng nó phải là tuyệt vời và thẩm mỹ phải là hoàn hảo. Nếu quý khách muốn bất kỳ những sản phẩm nào theo yêu cầu, có nghĩa là tất cả những nữ trang vật dụng bằng vàng 18K và kim cương thiên nhiên, thì cứ liên hệ với Kỳ Lân. Hãy đưa những ý tưởng của mình và những gì mình nghĩ tới, hãy đưa những cái suy nghĩ đó cho Kỳ Lân, và Kỳ Lân sẽ cùng với khách tạo nên những cái thiết kế và ra những cái sản phẩm hoàn hảo theo đúng mục, theo đúng ý muốn của tất cả các khách. Cụ thể là mẫu dây chuyền này là làm theo yêu cầu của khách hàng. Khách hàng đưa một cái mặt dây, một cái dây bằng chất liệu bình thường mà có hình thôi, nên khách hàng yêu cầu là một cái mẫu mà phải siêu phẩm. Thì khi Kỳ Lân nhận thông tin thì chắc chắn là Kỳ Lân sẽ không thể làm y chang mẫu được, bởi vì mẫu kia là mẫu bình dân bình thường. Thì khi Kỳ Lân làm một cái sản phẩm cao cấp thì phải cho nó trở nên đẹp từ tất cả chi tiết, và Kỳ Lân thêm mình họa tiết. Từ họa tiết và góc cạnh, Kỳ Lân sẽ cho trở nên hoàn hảo và đính thêm kim cương. Đính kim cương tất cả. Mỗi viên kim cương là Kỳ Lân tuyển chọn từng viên một để cho nó phải phù hợp với nhau, có nghĩa là cùng size, cùng độ sạch và cùng nước, cùng tiêu chuẩn. Đó là những cái tiêu chí rất là nghiêm ngặt của các hãng lớn, và Kỳ Lân cũng áp dụng đó, và cộng với những cái chính sách, những cái tiêu chí và những cái trải nghiệm thực tế đúc kết từ khách hàng, mà ít bản thân Kỳ Lân đã trải nghiệm được và đưa vào vận hành thành một bộ tiêu chuẩn của Kỳ Lân Luxury. Rồi thêm 4 viên kim cương baguette 4 góc, nói chung là đẹp lắm. Và sợi dây chuyền này thì rất là hay, mình có thể là xoay được luôn nha, hai mặt. Và nếu như quý khách thích là một mặt thôi, một mặt để trống, sau này mình muốn khách thêm cái gì thì Kỳ Lân sẽ làm như vậy cũng được, hoặc là quý khách thích hai mặt để trống cũng được, hoặc là thích một mặt để và một mặt trống. Đây là mẫu dây thắt lưng đúc bằng vàng nguyên khối, có logo vương miện biểu trưng của sự cao quý, vương quyền, quyền lực. Và ở giữa là 3 viên kim cương siêu chiếu siêu lấp lánh được Kỳ Lân tuyển chọn, tất cả được đúc bằng vàng nguyên khối. Toàn bộ là đúc vàng đặc, vàng y ra, và công nghệ nén vàng cực kỳ chuẩn, vàng không bị bọt, cũng như là hội chuẩn nên màu vàng rô cực kỳ đẹp. Và tất cả những cái liên quan đến vàng, như quý khách thích màu vàng gì, vàng hồng, rô hoặc là vàng chanh, hoặc vàng vàng, hoặc vàng trắng, thì cứ liên hệ với Kỳ Lân, Kỳ Lân sẽ làm đúng theo yêu cầu. Sợi dây lắc tay cũng là vàng y đúc ra và đính full kim cương ở giữa. Độ chiếu của sớ cạnh thiết kế bởi Kỳ Lân và đính kim cương full kim cương ở giữa để cho sản phẩm này siêu chiếu và siêu lấp lánh đẹp hơn. Với cái khóa cực kỳ chắc chắn và không bao giờ mà bị đứt được, có logo của Kỳ Lân Luxury. Rồi đây là sợi dây chuyền Vertu, lấy ý tưởng từ cái điện thoại Vertu đúc thành cái mặt nè ra, và tất cả những cái sợi dây nè Kỳ Lân sẽ làm theo cái logo của Vertu, và xen kẽ giữa những cái logo là một viên kim cương. Tương tự đây là chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max. chiếc iPhone mới nhất thời điểm hiện tại và dung lượng lớn nhất thời điểm hiện tại. Đúc toàn bộ tất cả những phần được thay thế hết, tất cả mọi chi tiết được thay thế hoàn toàn bằng vàng nguyên khối 18K và đính kim cương và design thiết kế theo yêu cầu. Và ngay cả bản thân cái mặt dây thắt lưng này, đây là mặt dây thắt lưng mà Kỳ Lân đang sử dụng, là logo biểu tượng của vương miện, sự cao quý và sang trọng, quyền lực. Đúc hoàn toàn là đúc bằng vàng 18, bằng y đúc ra, đính kim cương phun viền và ba bên kim cương vuông rất chiếu ở giữa, rất đẹp. Logo Kỳ Lân đóng mộc và U750 ký hiệu đây là vàng 18K 750. Và kể cả logo biểu trưng của vương miện, sự cao quý, quyền lực và sang trọng cũng nằm trên đôi giày Kỳ Lân đang mang. Logo bằng vàng 18 đúc ra và ba viên kim cương vuông ở giữa chiếu siêu đẹp và siêu lấp lánh bằng vàng nguyên khối. Kể cả túi Kỳ Lân đang sử dụng cũng là logo bằng vàng nguyên khối đúc ra và đính full kim cương chữ Kỳ Lân, thương hiệu của Kỳ Lân Luxury. Và kể cả cái ví cầm tay Kỳ Lân đang sử dụng, đây cũng là logo 18K đến 3 viên kim cương, siêu chiếu và siêu lấp lánh. Và đây là hai cái mặt dây thắt lưng cực kỳ đẹp, hai phiên bản option khác nhau. Thân ngoài là đúc bằng bạc khối và xi bằng trắng lên, và bên trong là nguyên khối bằng vàng 18, vàng hồng đô gold. Bên đây cũng vậy, y chang, ngoài là bạc khối đúc xi bằng trắng lên, bên trong là vàng khối vàng hồng rô gold full đúc đặc. Và bên này thì có đến 3 viên kim cương thôi, chỉ có 3 viên kim cương trong cái logo vương miện cao quý, quyền quý sang trọng này. Và bên này thì thêm nữa là đến full kim cương ở cái nền bên trong luôn, rất sang. Thì tùy theo nhu cầu và tài chính của khách muốn đầu tư thì sản phẩm sẽ có option khác nhau và giá khác nhau. Cũng như là dây da cũng vậy, tất cả những cái dây da, đồ da mà Kỳ Lân đang giao lưu với tất cả khách hàng là da nhập từ các nhà thuộc da lớn trên thế giới, dành cho các công ty thời trang lớn thế giới, và da nhập từ những con cá sấu ở vùng Amazon được các công ty chuyên thuộc da theo tiêu chuẩn quốc tế để mà làm những sản phẩm nổi tiếng, rất là sang trọng và giá trị. Vâng, và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân trân trọng biết ơn, cảm ơn tất cả các khách đã dành thời gian quý báu của mình để ủng hộ, để xem clip Kỳ Lân. Kỳ Lân một lần nữa chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Hãy ủng hộ Kỳ Lân Luxury bằng cách subscribe, đăng ký kênh YouTube này, cũng như là like, theo dõi trang fanpage Kỳ Lân, hoặc là quý khách có thể truy cập trực tiếp vào website kilanluxury.com để xem những sản phẩm của Kỳ Lân, hoặc quý khách có thể gọi cho Kỳ Lân theo số hotline 0901 247 247 hoặc kết nối qua Zalo cũng là số hotline luôn 0901 247 247. Đội ngũ của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tất cả những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao đến với tất cả của khách hàng. Trân trọng kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.